Ngày 16 tháng 7, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản chỉ đạo các sở ngành và Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt tăng cường giải pháp xử lý tình trạng ùn tắc giao thông xảy ra trên địa bàn thành phố. Theo thống kê, hiện tại toàn tỉnh Lâm Đồng có hơn 58.000 xe ô tô, gần 1 triệu xe mô tô. Mỗi năm, thành phố Đà Lạt đón gần 7 triệu lượt khách du lịch trong và ngoài nước đi kèm cùng nhiều phương tiện giao thông. Trong khi đó, hệ thống giao thông hiện tại của thành phố Ngàn Hoa vốn dĩ đã bị xuống cấp và ít được đầu tư mở rộng. Vì vậy, tình trạng ùn ứ tắc đường thường xuyên xảy ra với tần suất mức độ ngày càng nghiêm trọng. Đặc biệt, tình trạng này xảy ra ngày một thường xuyên vào các dịp lễ, hè, Tết và cuối tuần. Lượng du khách đổ về Đà Lạt mỗi lúc một tăng, khiến tình trạng ách tắc giao thông xảy ra khắp các tuyến phố trong khu vực trung tâm và một số nơi ở ngoại ô, khiến du khách cảm thấy khó chịu, mệt mỏi. Để khắc phục tình trạng này, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu lực lượng cảnh sát giao thông thường xuyên huy động lực lượng, phương tiện túc trực tại các vị trí trọng yếu nhằm hướng dẫn, phân luồng, xử lý vi phạm, xây dựng các bãi giữ xe quy mô lớn ngoài thành phố nhằm hạn chế phương tiện di chuyển vào trung tâm Đà Lạt. Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng còn yêu cầu đẩy mạnh công tác tuyên truyền người dân, du khách nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ, quy hoạch lại đô thị, sắp xếp lại hệ thống trung tâm thương mại, chợ, quy định lại thời gian vào học, thời gian tan trường đối với các trường học nhằm giảm tình trạng ùn tắc giao thông, tạo điều kiện tốt nhất để du khách có được một chuyến du lịch thật thoải mái tại xứ sở sương mù.